Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tin Nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ hàng ngày. Thu Huế và anh Phương rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin Nóng 24 giờ, thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023. Chương trình sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Thành phố Biên Hòa phóng hỏa đốt phòng trọ khiến một gia đình bỏng nặng. Công ty môi trường có phải chịu trách nhiệm về việc cây xanh ngã đổ, đè người đi đường? Bình Định, hai người dân dũng cảm cứu 4 du khách. Xe đạp công cộng hút khách. Mở đầu là các tin tức an ninh trật tự. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ việc một phòng trọ bị phóng hỏa lúc rạng sáng khiến hai vợ chồng cùng con trai nhỏ bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng qua, trong lúc vợ chồng anh Nguyễn Văn Ánh, sinh năm 1975, quê tỉnh Thái Bình, cùng vợ là Bùi Thị Nở, sinh năm 1979, và con trai là Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 2013, đang ngủ trong phòng trọ tại khu phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, thì bất ngờ bị một đối tượng đổ xăng vào phòng, châm lửa đốt. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đến phá cửa hỗ trợ dập lửa, cứu các nạn nhân ra ngoài. Do xăng bốc cháy quá nhanh nên cả ba thành viên trong gia đình anh Ánh bị bỏng nặng. Người dân đã dập tắt lửa, cứu được ba nạn nhân ra ngoài và đưa đến các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, truy bắt nghi phạm. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận vừa xảy ra vụ cháy bên trong phòng làm việc của trụ sở phòng giáo dục đào tạo huyện này. Theo đó, khoảng 21 giờ tối qua, người dân đi dạo tại quảng trường 28 tháng 8, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, bất ngờ phát hiện đám cháy ở khu vực tầng 2 của trụ sở phòng giáo dục đào tạo huyện. Mọi người đã hô hoán và báo lực lượng chức năng. Công an huyện cùng bộ đội và dân quân tìm cách dập lửa. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp điều động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xuất phát từ phòng tiểu học, sau đó lan sang phòng bên cạnh. Nhiều tài liệu, đồ dùng bị hư hỏng, cháy rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Sáng nay, một lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc cây xanh ngã đổ đè một cô gái bị thương, nên công ty chưa có ý kiến về nguyên nhân vụ việc. Cơ quan công an đã di chuyển cây xanh bị ngã đổ về trụ sở để điều tra. Vị này cho biết thêm. Trước đó hôm qua, trên mạng xã hội lan truyền clip một người phụ nữ bị cây to trên đường ngã đè cả người và xe, hết sức nguy kịch. Cụ thể khoảng 15 giờ 30 phút chiều, chị KN, 26 tuổi, nhân viên của một nhà thuốc, đang điều khiển xe máy đi trên đường Y Dúc, thành phố Buôn Ma Thuột, thì bất ngờ bị một cây sao đen cổ thụ bật gốc ngã đổ đè ngang người và xe máy. Thấy vậy, hàng chục người dân hai bên đường đã nhanh chóng đến hợp lực khiêng cây lên để giải cứu cô gái. Sau đó người dân cũng hỗ trợ đưa chị N đến bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu trong tình trạng bị thương tích rất nặng. Cô gái bị xác định gãy nhiều xương sườn hai bên, dập phổi, đa chấn thương. Vâng thưa quý vị, trong clip trên cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, trời có gió, dông khá lớn và tai nạn xảy ra là sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên qua sự việc này cũng rất mong quý vị hãy cẩn trọng khi lưu thông trên đường qua những hàng cây lớn, nhất là hiện nay ở Nam Bộ chúng ta. Mùa mưa bão đang đến gần. Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã báo cáo và đề nghị khen thưởng đối với hai người dân cư trú trên địa bàn vừa có hành động dũng cảm cứu sống 4 du khách bị đuối nước khi đang tắm biển. Sự việc diễn ra vào hôm qua, có 4 nam du khách quê Bắc Giang ra biển Cửa Lò tắm, không may bị sa vào vùng nước sâu đuối nước. Lúc đó, hai người dân là Đậu Minh Yên và Đậu Khắc Bình, trú tại khối Bình Tân, phường Nghi Hương, đang chuẩn bị thuyền thúng đi đánh cá, thì phát hiện nhóm người chới với, kêu cứu. Các ngư dân đã nhanh chóng chèo thuyền về phía các nạn nhân, kịp thời đưa 4 người vào bờ sơ cứu và đưa đến bệnh viện. Hiện sức khỏe 4 du khách đã ổn định, xuất viện và đến gặp hai ngư dân cảm ơn. Công
Công an thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ 6 bánh heroin, 1.800 viên ma túy tổng hợp, gần 500 gram thuốc phiện cùng nhiều tài liệu có liên quan. Trước đó, đầu tháng 4 này, trong quá trình bám nắm địa bàn, trinh sát ở Sapa phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh nên lên kế hoạch phá án. Khoảng 16 giờ ngày 22 tháng 4, tại khu vực tổ 2, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, các tổ công tác đã chia làm 3 mũi trinh sát, rồi bất ngờ áp sát xe ô tô nhãn hiệu Fortuner, biển kiểm soát 26A-16508, kiểm tra và bắt giữ hai đối tượng là Vừa Nọ Sên, sinh năm 1984, và Vừa A Cở, sinh năm 1988, cùng trú tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ trên xe đối tượng gồm 4 bánh heroin, 1.800 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại cùng một số vật chứng có liên quan khác. Đấu tranh mở rộng chuyên án, công an thị xã Sapa tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Má A Lư, sinh năm 1977, thu giữ 2 bánh heroin, hơn 300 gram thuốc phiện, 3 kíp mìn và 3 thỏi thuốc nổ, 250 triệu đồng. Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao đối tượng Lữ Chí Ngon, 27 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, cùng tang vật để công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Trước đó, qua công tác chuyên môn, lực lượng công an huyện Nhân Trạch phát hiện Ngon ra bán chiếc xe máy biển số 63D1-04306 có biểu hiện nghi vấn. Qua trao đổi công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cơ quan công an xác định chiếc xe trên là Ngon trộm cắp của người dân trên địa bàn thành phố Sa Đéc nên tiến hành bắt giữ cùng tang vật. Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, 29 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác chuyên môn, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện Cẩm Mỹ bắt quả tang Nghĩa đang tàng trữ 2 gói ma túy trên tuyến đường ấp 1, xã Xuân Quế. Khám xét nhà Nghĩa, cơ quan công an thu giữ thêm 6 gói ma túy. Hiện vụ việc công an đang điều tra làm rõ. Chuyển sang các thông tin văn hóa du lịch, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng và chỉ sau hơn 3 tháng thí điểm đã thu hút hơn 110.000 người đăng ký sử dụng. Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai, địa phương này vừa tiếp tục đề xuất tăng thêm các điểm đổ xe ở khu vực trung tâm thành phố. Mới đây, chỉ sau một tuần đưa vào thí điểm tại 5 quận, xe đạp công cộng của Đà Nẵng cũng đã thu hút trên 16.000 lượt sử dụng. Vậy điều gì đã làm nên sức hấp dẫn của xe đạp công cộng? Hệ thống xe đạp công cộng bắt đầu được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm 2021 ở quận Nhất với gần 400 xe, được bố trí gần trạm dừng xe buýt, công viên, điểm du lịch. Người thuê xe chỉ cần tải app, quét mã để sử dụng và thanh toán, giá vé là 5.000 đồng cho 30 phút sử dụng. Tiện lợi và giá rẻ nên đã thu hút được rất nhiều khách trải nghiệm, đa phần là giới trẻ, khách du lịch. Em thấy khá là thuận tiện tại vì thay vì mà bọn em phải bắt Grab rồi bắt này kia thì bây giờ bọn em có thể tự chủ. Sau hơn 1 năm thí điểm, Thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 300.000 tài khoản đăng ký sử dụng xe đạp công cộng. Cuối tuần các trạm xe đều hoạt động hết công suất, thậm chí có điểm quá tải. Vì vậy, mới đây, đơn vị quản lý và đầu tư đã đề xuất tiếp tục tăng thêm xe. Còn tại thành phố Đà Nẵng, dù mới thí điểm mô hình này từ giữa tháng 3 vừa rồi, nhưng tính đến đầu tháng 4 này đã có gần 45.400 lượt thuê xe. Đà Nẵng hiện đang thí điểm mô hình này tại 61 trạm với khoảng 600 xe. Một thành phố du lịch như Đà Nẵng có dịch vụ xe đạp thân thiện với môi trường như thế này là rất hay, nhưng nếu có hướng dẫn bằng tiếng Anh nữa thì sẽ thân thiện với khách du lịch nước ngoài hơn. Hiện một số thành phố du lịch khác, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng, cũng đã bắt đầu triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Lễ hội văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam và khai mạc lễ hội biển Đồ Sơn Hải Phòng 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới đây với nhiều hoạt động văn hóa, khoa học, thể thao tiêu biểu. Điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc lễ hội biển Đồ Sơn Hải Phòng 2023 vào tối ngày 29 tháng 4 tại quảng trường khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn. Chương trình được dàn dựng công phu, đầu tư cao về nghệ thuật, ý tưởng sân khấu cùng sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những giây phút mãn nhãn.
Trở lại camera 24/7 với những tình huống vi phạm giao thông. Clip vừa được chia sẻ trên các diễn đàn giao thông mới đây cho thấy một nhóm thanh niên tập trung ven đường để xem và quay clip các đối tượng bốc đầu xe máy. Hai thanh niên rồ ga chạy xe máy bằng một bánh. Tuy nhiên, chiếc xe chạy được khoảng 40m thì lao vào dải bê tông ven đường. Tai nạn khiến hai quái xế trẻ văng xuống lề đường. Rất may chỉ bị xây xát, nhưng chiếc xe máy thì hư hỏng nặng. Theo Nghị định 100/2019, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021 quy định, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng với hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy bằng một bánh. Với hành vi không đội nón bảo hiểm, hai thanh niên này còn có thể bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Ngoài ra, với hành vi tụ tập, tổ chức bốc đầu xe, lạng lách đánh võng, các đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Dưới đây là một tình huống vi phạm khác, lỗi cũng do người đi xe máy. Trong clip, người đàn ông đang điều khiển xe máy trên đường thì đột ngột chuyển hướng mà không hề quan sát, cũng không bật đèn xi nhan. Vừa lúc này, ô tô từ phía sau chạy tới, tông vào xe máy. Va chạm khiến người đàn ông bị hất lên capo ô tô trước khi bị văng xuống đất. Rất may tài xế chạy quá ẩu này vẫn có thể ngồi dậy được. Theo Nghị định 100/2019 của Chính phủ, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, người điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt từ 4 đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Có những sai lầm không bao giờ còn cơ hội để sửa chữa. Không may mắn như trên, hai người phụ nữ trong clip này đã tử vong thương tâm. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều qua tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Camera hành trình của xe bán tải mang biển kiểm soát 28C06573 cho thấy xe này đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 28B1-21777 di chuyển theo hướng ngược lại. Hậu quả khiến hai người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Sáng nay, đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng do ô tô bán tải chạy khá nhanh trên đường hẹp và nhiều lần lấn làn. Chính trong lần chạy lấn chiếm gần hết làn đường ngược chiều, ô tô đã đối đầu với xe máy của hai phụ nữ gây ra vụ tai nạn thương tâm. Vâng, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ. Chương trình do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ vào ngày mai, 19:45 trên kênh Đồng Nai 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý vị có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.